Xin được chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị cùng với cả Bá Tiến ở bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Và các bạn thân mến, ở tập hôm trước thì Klein cùng với cả Akis đã đến cái hòn đảo thần bí kia để khám phá và thu thập tài liệu của danh sách mới. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem hành trình của hai người này tại hòn đảo này nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách, nếu bạn là người mới thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng chiếc chuông để được thông báo sớm nhất mỗi khi video xuất bản ra. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể ủng hộ tiền trà nước cho Tiến, donate qua hình thức ví Momo và tài khoản Vietcombank. Rất cảm ơn các bạn. Còn bây giờ sẽ cùng bắt đầu nào. Cảm thấy mặt đất chấn động, Akis chợt giật thót tim, liếc mắt nhìn Hermes Pardo, dùng hành động để thay thế ngôn ngữ. Gió lốc thình lình gào thét, xuất hiện bên cạnh của y, giúp y dễ dàng chạy sang bên cạnh với tốc độ nhanh hơn. Sở dĩ Akis trực tiếp làm vậy là vì lý do Herman Sparrow đột nhiên phát điên, quyết định săn bắn sinh vật khủng bố đang ẩn náu dưới mặt đất tối tăm. Nếu làm như vậy, cho dù cuối cùng hai người có thể thắng, nhưng mà cực kỳ bất lợi đối với cả hành động thăm dò về sau. Mà là một thủy thủ có kinh nghiệm phong phú, anh biết hành động quyết đoán sẽ có tính hướng dẫn và tính lây lan, có thể khiến cho đồng đội chưa kịp đưa ra quyết định theo bản năng đi theo hoặc là bắt trước. Klein thấy thế thì âm thầm thở phào một hơi, bỏ qua việc thảo luận vấn đề lễ phép, sải chân chạy bình bịch theo sau người treo ngược. Tiếp đó thì anh cảm thấy có một cơn cuồng phong từ dưới chân thổi lên, vừa đẩy vừa nâng thân của anh chạy về phía trước. Điều này khiến cho anh giảm bớt được sức lực phải bỏ ra để chiến thắng sức hút của trái đất, cũng có thêm động lực, tốc độ nháy mắt không chỉ tăng lên gấp đôi. Trong tiếng gió gào thét, Klein và Akis chạy ra khỏi khu vực thưa thớt cây cối, lách vào trong bóng tối sâu thẳm bên cạnh. Đúng lúc này, tim của hai người bỗng đập chậm lại, không giống như đang vận động mạnh, mà có phần giống trạng thái nằm phơi nắng buổi chiều, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Klein lập tức cảm thấy người rét run, sự âm u khó có thể diễn tả bằng lời, không hiểu sao đột nhiên hiện lên, từ từ ngấm dần vào trong cơ thể. Cùng lúc đó thì anh thấy một bóng đen khổng lồ đang cao lên từ phía sau, dần dần bao phủ ánh sáng từ chiếc đèn bão của Akis. Trong đầu tự nhiên hiện ra cảnh tượng tương ứng. Trong hang động dưới đất tối tăm, chui ra một con rắn khổng lồ, một người ôm không xuể. Con rắn này có những lớp vảy to lớn màu xanh đen, đôi mắt khoa trương giống như đang bùng lên hai ngọn lửa vậy. Giữa khe hở của lớp vảy mọc ra lông chim màu trắng, dính đầy dầu mỡ vàng nhạt. Sau lưng thậm chí còn có thể xòe ra một đôi cánh chim dài. Con rắn khổng lồ này nửa bò nửa bay mà nâng đỡ cơ thể, quấn quanh một gốc cây đại thụ đồ sộ, thè ra cái lưỡi đen sì, từ xa xa nhìn chăm chú vào hai bóng người đang xâm nhập vào khu vực gần đấy. Xung quanh của nó, cây cối nhanh chóng tàn lụi, cỏ dại thì khô héo hết đi, thi thể không đếm xuể từ trong bùn đất trôi ra. Những bóng dáng tối tăm, không nhìn thấy được túm tụm bên cạnh đó. Vũ xà, đây là một con vũ xà. Ở Nam Đại Lục, nó tượng trưng thần thánh, là hoa văn trên huy chương của gia tộc X, hậu duệ của tử thần. Klein và Akis không hề dừng bước, cố chịu đựng cơ thể lạnh như băng và trái tim đập chậm nhịp của mình. Nhờ sự trợ giúp của cuồng phong ngày một dữ dội hơn, hai người xông vào chỗ sâu trong rừng, rời xa khỏi khu vực cây cối thưa thớt kia. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trái tim của hai người dần lấy lại nhịp đập bình thường, cảm giác lạnh lẽo trên da rẻ cũng nhờ chút lượng tản nhiệt ra do vận động mạnh mà tan đi từng chút một. Trực giác linh tính của Klein nói cho anh biết nguy hiểm vừa rồi đã qua. Thế là anh bước chậm lại, quay đầu nhìn thoáng ra sau. Đối diện với cả nơi xa xa âm u tối tăm, cây cối cao chót vót bình tĩnh nói: một con vũ xà cấp bán thần. Cấp bán thần. Akis cũng giảm tốc độ, gân xanh trên trán thì hơi giật giật một chút. Hắn dừng lại, thở khẽ một hơi. Không cần quá để ý đâu, sinh vật phi phàm ở nơi này thì rất có ý thức lãnh địa,
trừ khi nó muốn săn bắn, nếu không sẽ không tiến vào khu vực khác, nhất là tới gần chỗ ngọn núi. Con vũ xà kia hẳn là sẽ không đuổi theo đâu. Klein gật đầu nói, sinh vật phi phạm ở nơi này rất mạnh. Arkis thu lại ánh mắt, lắc đầu đáp, không, cũng có rất nhiều con yếu. Lần trước tôi tới nơi này vào ban đêm, nhưng mà chỉ phát hiện ra được dấu vết do sinh vật phi phàm cấp bán thần để lại thôi, chưa từng thật sự gặp được. Hôm nay chính là lần đầu tiên đụng phải chúng đấy. Chuyện này chủ yếu là phải xem vận may, xác suất có lẽ không được cao lắm. Là một nhà hàng hải, tính toán là năng lực không thể thiếu. Anh đang xem thường vua vàng đen nắm giữ vận may như tôi sao? Klein tự giễu một câu trong lòng, sau đó thản nhiên nói, phán đoán tuyệt đối thường sẽ dẫn đến kết quả ngược lại. Ý của câu này phiên dịch ra cách dùng từ của người trái đất chính là đừng để vả mặt. Thật ra thì vừa rồi nếu không phải là vũ xà cấp bán thần mà là đồng loại nằm trong danh sách năm của nó thì Klein rất vui vẻ mà bắt nạt đối phương. Dù sao đang có còi đồng ác cốt trong tay, sinh vật siêu phàm lĩnh vực tử linh ít nhất sẽ bị đánh mất một nửa sức chiến đấu của mình. Về chuyện gặp gỡ sinh vật phi phàm cấp bán thần, anh cũng không hoảng sợ lắm, bởi vì người trong ngược đã từng đề cập đến phương diện này, mà anh thì cũng đã có chuẩn bị tương ứng. Phù chú kẻ ăn cắp vận mệnh, ba trang năng lực phi phàm cấp bán thần trong bút ký lữ hành Le Mano, sự phối hợp giữa năng lực của Rosel du ký và lữ hành tuy chưa chắc đã đủ để anh đối đầu với cả bán thần, nhưng mà có thể giúp anh tạo ra cơ hội thoát thân. Chỉ cần không gặp phải thiên sứ cũng thuộc vào lĩnh vực bán thần. Klein yên lặng bồi thêm một câu trong lòng. Nghe thấy lời nói của Hermann Spadol, Arkis khá kinh ngạc, bởi vì ý tứ của nhà mạo hiểm điên cuồng này rõ ràng là đang bảo hắn cẩn thận một chút. Một tên vừa bình tĩnh vừa điên cuồng cũng phải. Nếu mà đơn thuần chỉ là điên cuồng thì chắc chắn anh ta sẽ không sống được đến bây giờ. Arkis ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xuyên qua sương mù trầm tích, cố gắng phân biệt những ngôi sao mơ hồ. Qua 2 phút, hắn thu hồi lại tầm mắt, chỉ vào một hướng rồi nói, đi về phía này. Klein thì đã sớm rút ra khẩu súng ngắn chuông tang màu đen, lúc này thì để cho nòng súng chĩa xuống dưới một cách tự nhiên, lặng lẽ theo bên cạnh của Arkis, vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh, ung dung, không hề thấy hoảng loạn. Qua 2 phút, hắn thu lại tầm mắt, chỉ vào một hướng rồi nói, đi về phía này. Klein thì đã sớm rút ra khẩu súng ngắn chuông tang màu đen, lúc này thì để cho nòng súng chĩa xuống dưới một cách tự nhiên, lặng lẽ theo bên cạnh Arkis, vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh, ung dung, không hề thấy hoảng loạn. Đi một lúc, trong khu rừng rậm đen kia có ánh sáng vô cùng ảm đạm, Arkis bỗng dừng bước, nhìn thoáng qua phía bên trái, trầm giọng nói, đi về phía trước một đoạn nữa sẽ có một cây mê huyễn phong linh, tôi muốn mình tự xử lý trước. Sinh vật siêu phàm thứ hai gặp được sau đó sẽ do anh giải quyết, tôi không tham gia, trừ phi một mình anh không đối phó được. Arkis nửa câu sau vào trong bụng. Hắn cũng không phải là những thợ săn có thể thường xuyên gặp được trên biển, luôn không biết cách giữ mồm giữ miệng, theo thói quen nói ra một vài lời khiến người ta nổi giận. Mẫu thể của tài liệu phi phạm mà tiểu thư chính nghĩa cần sao? Kinh nghiệm mạo hiểm của ngài người treo ngược cũng không ít, biết tôi khi thẳng thắn có tác dụng hơn là giấu giếm, trao đổi thương lượng hữu hiệu hơn là tính kế gài bẫy người khác. Klein thì giữ nguyên hình tượng Hermes Barrow, trong vẻ lạnh lùng để lộ ra vài phần nhã nhặn, gật đầu nói, được, nếu không đối phó được thì tốt nhất nên chủ động cầu cứu, nếu không tôi sẽ coi như là anh đang kiên trì đấy. Phong cách của nhà mạo hiểm điên cuồng và thợ săn nhìn thì có vẻ khác nhau, nhưng mà trên phương diện nào đó lại nhất trí đến khác thường. Arkis lặng lẽ hít sâu một hơi, cầm đèn báo tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau thì họ nghe thấy được tiếng chuông gió đinh đinh đang đang khẽ vang lên, bất thình lình có cảm giác thể xác và tinh thần đều được thả lỏng như về nhà vậy. Klein nhạy bén phát hiện ra sự cảnh giác và đề phòng của bản thân đã bị hòa tan hết, không sao lấy lại được. Bất kể trong đầu của anh cường điệu thế nào,
lặp đi lặp lại thế nào thì cả người vẫn không thể căng thẳng trở lại. Trong chớp mắt, anh thậm chí còn muốn đến gần nơi truyền ra tiếng chuông gió kia, cho rằng nơi đó có một thứ mà mình vô cùng quý trọng cũng như thân thiết. Bởi vì khoảng cách còn khá xa, tiếng chuông gió lúc có lúc không. Klein thì có thể gắng gượng kiềm chế được bản thân, nghiêng đầu nhìn về phía của người treo ngược. Anh cũng không có do dự, Akis có được điềm tĩnh hay không. Trên gương mặt thô kệch của anh ta thì hốc mắt lại hơi đỏ lên, không biết y nhớ đến điều gì, tiến vào trạng thái cảm xúc thế nào. Không biết ngài người treo ngược thực sự khóc thì sẽ có dáng vẻ thế nào nữa đây, chắc chắn là rất khủng bố. Klein không nhịn được thầm nghĩ. Lúc này Akis dùng giọng khàn khàn lên tiếng. Tiếp theo giao cho tôi. Dứt lời thì hắn đã thả đèn báo xuống, hơi chuyển động chiếc nhẫn kỳ quặc đeo trên ngón cái tay trái, để mũi nhọn như dính vệt máu cũ gồ lên hẳn trên. Đây là roi tinh thần, vật phẩm thần kỳ của hắn. Tác dụng phụ là khi đeo sẽ luôn trong trạng thái đau đầu, chỉ hận không thể dùng đầu húc vào vách tường thôi. Nhưng mà giờ phút này thì trải nghiệm đau đầu dữ dội ấy lại khiến Akis giữ được tỉnh táo cơ bản trong tiếng chuông gió, không bị đối phương thực sự thôi miên. Đôi khi, tác dụng phụ cũng có thể trợ giúp người nắm giữ. Akis vừa cảm khái, vừa lấy một hộp gỗ trong túi ngầm của áo khoác ra, cạch một tiếng mở nó ra. Akis nhớ một con chuột ra, ném nó đi. Vẻ mặt đột nhiên trở nên kỳ cục. Con chuột màu xám kia thì không hề nhúc nhích, đã mất đi hơi thở và nhiệt độ cơ thể, không thể gánh vác trách nhiệm làm con mồi. Vừa rồi trong quá trình gặp phải vũ xà cấp bán thần, Akis vừa chạm phải tầm mắt của đối phương đã nhanh chóng chạy thoát, không bị ảnh hưởng quá lớn, khá dễ dàng hồi phục. Nhưng mà con chuột màu xám này hẳn mang theo bên người chỉ là giống loài bình thường, không có sinh mệnh và khí lực lớn như vậy. Chỉ cần một chút ảnh hưởng là khó có thể may mắn tránh thoát. Ngay tại trận đã không chống đỡ nổi, cuối cùng trở thành thi thể. Chết rồi. Lúc này ngài người treo ngược hẳn là đã rõ một đạo lý. Kế hoạch thường sẽ không thay đổi ngay. Vận may của hắn quả thật hơi kém. Thấy cảnh này thì khóe miệng của Klein khẽ giật giật, không dễ nhận ra. Muốn cười lại không dám cười ra tiếng, sợ làm hỏng hình tượng. Với một người có kinh nghiệm phong phú thì làm việc cẩn thận, nhưng ngài người treo ngược cũng không hay là gặp phải tình huống không thế này. Akis thì nhanh chóng thu lại vẻ mặt, xách theo con chuột màu xám đã chết đi về phía trước. Klein lại cúi người giơ tay cầm lấy đèn báo, không nhanh không chậm theo ở đằng sau của hắn. Tiếng chuông gió ngày càng rõ, ngày càng có tác dụng khiến người ta an tưởng, muốn chạy thẳng qua đó. Đi được vài bước thì Klein rốt cục nhìn thấy cái cây kỳ quặc kia. Trên thân cây màu xanh nâu của nó có các khe nứt dài mảnh nối tiếp nhau. Trong mỗi khe nứt thì đều có ẩn chứa một con mắt tối tăm, dường như mọc ra không giống nhau. Trên những cành cây mọc ra từ thân, treo từng thứ màu rỉ sét giống như chuông gió. Chúng sẽ tạo lắc lư, phát ra âm thanh êm tai. Mà ở chính giữa cành cây gần nhất và cũng cao nhất đang ra một loại quả bán trong suốt, không có màu sắc, cỡ bằng nắm tay. Akis nhìn chăm chú vào đó, đè ít hầu của mình, trầm giọng nói với cả Hermes Pardo. Tốt nhất anh nên bịt chặt tai, thu lại linh tính của mình. Nghe thấy người chân ngược nói vậy thì trong lòng có lên giật thót một cái, có linh cảm chẳng lành. Anh không phá hỏng hình tượng, bỏ đèn báo xuống, lấy ra hai tờ giấy ghi chép trong túi áo, vo viên thành cục rồi nhét vào từng bên tai. Thấy Hermes Pardo không hỏi gì, trực tiếp nghe theo, Akis không nhịn được khẽ thở phào, trong lòng cảm khái rằng làm việc với cả người dày dặn kinh nghiệm thật là bớt lo lại bớt phiền hà. Cho dù có biệt hiệu là nhà mạo hiểm điên cuồng, nhưng mà cũng biết nghe những lời hợp lý, biết cái gì nên làm và không nên làm. Hắn đang định ném con chuột chết vẫn còn âm trầm trong tay về phía cây mê huyễn phong linh để dẫn dụ đối phương đến bắt, thì thấy bụi cỏ dại bên cạnh bỗng nhiên lay động, sau đó có một con hổ có vằn vàng trôi ra. Trong tiếng chuông gió đinh đang êm tai, con hổ kia thì đi từng bước đến gần cái cây kỳ quặc nọ. Động tác của nó vẫn bình thường, nhưng ánh mắt thì dại ra, trông quái dị khó mà miêu tả nổi.
Akit thấy thế, bỏ cánh tay xuống, tạm thời ngừng việc thử ném con chuột chết ra, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, bình tĩnh nhìn con hổ vằn vàng đang đi về phía trước cây mê huyễn phong linh. Trong tiếng gió du dương ngày càng vang dội, ngày càng gấp gáp kia, nó ngồi xuống, giơ chân trước bên phải lên, thò móng vuốt ra rồi rạch vào cổ của mình. Máu tươi ồ ạt chảy ra, mà con hổ kia thì dường như đã mất đi cảm giác đau đớn, tiếp tục lia móng vuốt của mình để cho vết thương thêm sâu và dài hơn. Sau đó thì nó bắt đầu lột từng mảng lông của mình ra, để lộ ra cơ thể trần trụi, máu thịt bầy nhảy. Tiếng chuông gió dần dần chậm lại, những cành cây đột nhiên sống lại, vươn dài xuống dưới, đâm từng cành vào trong cơ thể của con hổ đã mất đi lớp da lông bảo vệ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Akin đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này thì y rút ra con dao ngắn bên hông ra, há miệng cất giọng khàn khàn hát vang: "Xung kích, xung kích, xung kích! Biển lớn ơi, đánh vào nham thạch xám ngắt và lạnh lẽo đi! Xung kích, xung kích!" Tiếng ca của y thì khí phách hào hùng, nhưng mà lại hoàn toàn không khớp nhạc, hoàn toàn trái ngược với nhận thức bình thường của sinh vật và con người, giống như một tiếng gầm rú có cảm xúc kim loại lẫn cả tạp âm, tràn đầy năng lực khiến người ta bực bội, ghê tởm và đau đầu. Các cành cây của mê huyễn phong linh thì càng rung lên, sau đó rụt cả lại, tựa như muốn cuộn mình vào một góc. Tiếng chuông gió êm tai theo đó thì cũng chìm nghỉm trong tạp âm đáng sợ. Colin ở bên cạnh Arkis tuy đã dùng giấy bịt tai rồi và chủ động thu lại linh tính, nhưng mà giờ phút này thì gân xanh vẫn nổi lên đầy trán, trong lòng bất chợt có xúc động muốn bóp chết người hát và hủy diệt mọi thứ trước mắt này đi. Hơn nữa đầu óc của anh thì có cảm giác như bị xé rách, cơ thịt và mạch máu dưới làn da đang bắt đầu tự nhúc nhích. Người khác hát để đòi tiền, còn ngài người trong ngược hát là để đòi mạng. Colin tự lẩm bẩm để đối chọi với cả sự nóng nảy trong lòng. Mỗi một từ mà Akit phát ra như tiếng vang của sóng chiều vỗ vào đá ngầm vậy. Theo đó thì từng tia chớp trắng bạc giáng xuống, giống như từng chàng vỗ tay gieo hò cổ vũ vậy. Những tia sét trắng bạc lần lượt lóe lên, rồi đồng loạt bổ vào cây của mê huyễn phong linh, khiến nó không ngừng rung lên. Các cành cây của nó thì vung vẩy loạn xạ, khó mà phát ra được âm thanh thôi miên hoàn chỉnh. Akis nắm lấy cơ hội này, vứt con chuột chết đi, cầm con dao chém về phía trước. Tiếng xé gió vang lên, những lưỡi dao vô hình ào ào chém về phía cành cao nhất, gần thân nhất của cây mê huyễn phong linh. Rắc, trái cây nửa trong suốt, không có màu sắc nhỏ bằng nắm tay kia rơi thẳng xuống, bị một luồng gió mạnh cuốn lên, bay vào tay của Akit. Cây cây răng kín kẽ hở như con mắt của ngoài vỏ kia, theo đó cứng lại. Những cành cây còn lại thì rũ xuống, mất đi sức sống. Quả nhiên, chỉ cần trước đó thu thập và nắm giữ được tin tức chính xác, thì thực vật siêu phàm có linh trí không cao lắm, dễ đối phó hơn là động vật cùng cấp bậc. Akis lấy ra một ống kim loại đã chuẩn bị từ trước, cất trái cây của mê huyễn phong linh đi. Sau đó thì hắn nghiêng người, quay đầu nhìn về phía của Herman Sparrow: "Chúng ta tiếp tục." Câu nói này của Akis chợt gián đoạn, cụm từ "đi về phía trước" còn lại biến mất ở trong cổ họng hắn. Giờ phút này thì Akis thấy khuôn mặt lạnh lùng của Herman Sparrow hơi vặn vẹo, phần trong mắt hơi ửng đỏ, giống như sẽ bùng nổ và ra tay với mình bất cứ lúc nào vậy. Tinh thần của Akis chợt căng thẳng, hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nói nốt câu vừa rồi: "Chúng ta tiếp tục đi về phía trước." "Đi thôi." Hermes Pardo khàn khàn đáp lại, dần đầu đi vòng qua cây mê huyễn phong linh đã rơi vào trạng thái héo rũ kia, tiến sâu vào trong rừng cây rậm đen. Anh không lấy những vật liệu giàu linh tính như vỏ cây, cành khô, bởi vì sau đấy chắc chắn còn có thể gặp rất nhiều sinh vật siêu phàm, mà anh lại không có nhiều thần khí để đựng đồ, đương nhiên phải giữ lại không gian cho những thu hoạch có giá trị. Lại nói trên người mang quá nhiều đồ thì cũng rất nặng nề, gây bất lợi cho việc phát huy sự nhanh nhẹn của thằng hề. Đáng tiếc, những thứ kia không phải là vật liệu siêu phàm, không có máu của mình, không thể nào tiến vào Russell du ký được. Nhưng thật ra thì có thể dùng bí ngẫu để đưa chúng vào, nhưng việc này rất rắc rối, bất lợi cho cuộc thăm dò tiếp theo.
Cullen vừa lặng lẽ cảm thán, vừa bình ổn lại cảm xúc, thoát khỏi những ảnh hưởng còn sót lại từ tiếng hát của người trao ngược. Đây là bài hát khó nghe nhất, kích thích nhất mà cả hai cuộc đời của anh chưa từng nghe được. Nếu người treo ngược hát thêm 2 phút thôi, anh không dám cam đoan mình có thể khống chế cảm xúc mà lao đến giết đối phương hay không. Dựa vào cục giấy bịt tai, thu lại linh tính, chỉ có thể giảm bớt ảnh hưởng, chứ không thể nào ngăn chặn hoàn toàn. Cho dù là người điếc thì cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng hát này, bao gồm cả trao đổi về mặt tinh thần. Đây chính là năng lực của Hải Dương ca giả khó đề phòng nhất. Hơn nữa, một khi xuất hiện thì chắc chắn là không trốn thoát, chỉ có thể dùng xét đánh để tránh trước. Danh sách năm này cũng khá mạnh đấy. Nhưng vì sao cảm giác ngài trong ngược hát hoàn toàn giống với cả tinh linh ca giả Sa Tát? Không, không hề giống nhau. Cullen vừa phân tích, vừa tổng kết kinh nghiệm vừa rồi, vừa nảy ra nghi hoặc. Lúc này thì Akis cầm đèn báo bên cạnh anh cũng không nhịn được, bắt đầu suy xét một vấn đề. Ngay cả Hermes Pardo cũng không thể chịu nổi tiếng hát của mình trong thời gian dài. Mình nên sắm vai Hải Dương ca giả thế nào đây? Trong bầu không khí yên tĩnh, hai người nhanh chóng đi qua rừng cây cao lớn, mọc đầy vảy rắn, đến gần khu di tích cổ của sự kia. Có nhà hàng hải ở bên cạnh thì Cullen tiết kiệm được công sức bói gậy tìm được, chỉ chuyên chú đề phòng xung quanh có khả năng đột nhiên xuất hiện tấn công mà thôi. Trong cảnh tối tăm tĩnh mịch, rất có cảm giác của chuyện kinh dị. Hai người không biết đã đi bao lâu, phát hiện ra cây cối trong rừng rậm đen này bắt đầu dần thưa thớt theo quy luật. Tình huống không giống với cả lúc gặp vũ xả cấp bán thần nãy. Chỗ đó cây cối đột nhiên thưa thớt một cách bất ngờ, còn bên này là theo kiểu thưa dần, khiến người ta có ảo giác sắp rời khỏi rừng rậm đen tối này vậy. Xuyên qua khu vực này là đến được rìa khu di tích cổ kia. Akis phá vỡ sự yên tĩnh, nói một câu. Hắn dừng lại một chút, rồi như thể tùy tiện bổ sung thêm. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, càng gần nơi đó thì càng nguy hiểm. Lúc trước tôi phát hiện ra dấu vết của sinh vật siêu phàm cấp bán thần chính là ở gần đấy. Nhưng có một điều kỳ lạ là ở rìa khu di tích cổ xưa hoàn toàn không thấy manh mối đã từng có sinh vật siêu phàm hoạt động ở đó. Còn về phần vào sâu hơn trong khu di tích thì tôi cũng không biết. Trong khu di tích cổ xưa kia có xác suất lớn xuất hiện sự tồn tại khủng bố hơn. Khu vực đó là lãnh địa của nó, cho nên các sinh vật khác không dám đến gần. Cullen nghĩ thầm. Trong khu di tích cổ xưa kia có xác suất lớn nhất xuất hiện sự tồn tại khủng bố hơn. Khu vực đó là lãnh địa của nó, cho nên các sinh vật khác không dám đến gần. Cullen thì nghĩ thầm. Anh có linh cảm về độ nguy hiểm trong lần thăm dò này. Lúc trước anh đã bói toán tương ứng ở phía trên sương mù xám, nhận được gợi ý là có khó khăn, có vấn đề, nhưng mà khả năng an toàn rời khỏi là khá cao. Đợi người treo ngược nói xong rồi, Cullen cười khẽ một tiếng. Chắc hẳn anh đã biết suy đoán của tôi là gì. Anh không có nói thêm gì nữa, tiến vào khu vực có nhiều cỏ dại, cây cối thưa thớt. Akis thì im lặng đi bên cạnh, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình về Hermes Pardo là chính xác. Vừa bình tĩnh vừa điên cuồng. Đi thêm mấy chục mét nữa thì bọn họ bỗng nhìn thấy phía cuối ánh sáng của đèn báo xuất hiện một đôi mắt màu lam sẫm. Đó là một con khỉ đầu chó màu đen đang ngồi bên dưới một cành cây khô. Bộ lông của nó thì xoăn tự nhiên, trên đầu mọc ra một mảng tinh thể màu đen. Những tinh thể này thì chĩa lên trên, quay tròn không theo quy luật, tạo thành một chiếc vương miện kỳ dị. Vừa thấy con khỉ đầu chó màu đen này, Cullen và Akis đồng thời có xúc động, cúi thấp đầu xuống, dường như không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ cảm thấy nó là chúa tể của cánh rừng rậm này, là lãnh chúa của mình. Lãnh chúa? Akis tựa dừng cơn đau đầu như búa bổ do chiếc nhẫn roi tinh thần mang đến, thoát khỏi sự ảnh hưởng của nó, vội vàng cất bước đi sang bên trái, định nhường ra chỗ chính diện, để lại sinh vật siêu phàm không biết chủng loại này cho Hermes Pardo. Lúc trước họ đã giao hẹn về việc này, nhưng rõ ràng là hắn cất bước đi sang bên trái, cuối cùng lại thành đi về phía trước. Hơn nữa hai chân còn khập khiễng, giống như đột nhiên cần một chiếc gậy trống vậy. Akis theo bản năng rút con dao ngắn ra,
chém ra những lưỡi dao gió bay ảo ảo về phía con khỉ đầu chó màu đen lông xoăn trước mặt này. Đúng lúc ấy, con khỉ đầu chó nhếch môi, lộ ra một nụ cười. Mưa lưỡi dao gió trong không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, hoặc bay sang trái, hoặc bay sang phải, hoặc bay ngược lại, hoặc rơi xuống đất, hoàn toàn né khỏi mục tiêu. Colin thấy cảnh này, từ bỏ kế hoạch dùng biện pháp bình thường để tiếp cận. Găng tay bên trái đột nhiên trở nên trong suốt, cả cơ thể cũng theo đó biến thành vô hình. Arkit dừng lại hành động tấn công theo bản năng. Thấy bóng người của Herman Sparrow đội mũ dạ tơ lụa cao đột nhiên xuất hiện sau lưng con khỉ đầu chó màu đen lông xoăn. Khoảng cách giữa hai bên thì không đến 5 mét. Ngay sau đó, cơ thể của con khỉ chó kia bỗng cứng ngắc, giống như mất đi quá nửa quyền kiểm soát bản thân. Nó thậm chí còn phải chật vật, giơ bàn tay lên, nửa móc vào mắt của mình, nửa định vặn cái gì đó. Mà Hermes Sparrow thì thừa lúc nó trì trệ, nâng khẩu súng màu đen trong tay phải lên, chĩa nòng súng tối tăm, sâu thẳm vào đầu của nó. Sau đó thì nhà mạo hiểm điên cuồng này nháy mắt, không biểu lộ cảm xúc, bóp cò. Đoàng! Một tiếng súng vang dội quanh quẩn trong dải đất trống giữa đám cây cối thưa thớt, sau đó truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Nếu là rừng rậm buổi đêm trên một con hòn đảo bình thường, thì lúc này chắc chắn sẽ có rất nhiều loài chim bị đánh đập, vỗ cánh phành phạch, bay lên trong tiếng gào rú của dã thú. Nhưng mà lúc này đây thì không gian vẫn yên tĩnh đến lạ thường, giống như hòn đảo này không tồn tại sinh vật sống vậy. Mà đầu của con khỉ đầu chó màu đen lông xoăn kia đột nhiên nổ tung, huyết tương, óc, mảnh sọ vương vãi văng ra bốn phía, khiến cả khắp khoảng đất như chịu một cơn mưa rào vậy. Tinh thể màu đen trên đầu của nó thì cũng vỡ vụn, không còn miếng nào nguyên vẹn. Colin gập cánh tay, thong thả thu lại khẩu súng chuông tang, vẫn còn đang tỏa ra khói thuốc súng. Nhìn cơ thể cường tráng hơn cả con người của con khỉ đầu chó biến dị đổ ập xuống. Lữ hành tới gần, oan hồn khống chế, nắm đúng thời cơ bồi thêm một phát súng chuông tang chí mạng, chẳng khác nào giết trong chớp mắt. Không phải vì muốn khoe thực lực của bản thân mà Colin làm thế, mà là vừa rồi thông qua việc quan sát, anh cho rằng con khỉ đầu chó lông xoăn biến dị này có năng lực đặc thù. Nếu không nhân lúc nó chưa biết gì về mình mà nhanh chóng giải quyết nó, thì có khả năng lớn sẽ bị lật ngược thế cờ, khiến cho sự tình trở nên khó giải quyết hơn. Mà trên hòn đảo nguyên thủy vô cùng nguy hiểm này, phải gắng sức né tránh mọi tình huống xảy ra, bởi vì không ai có thể biết trong trận chiến kịch liệt sẽ dẫn tới việc gì. Cho nên sau khi oan hồn bám lên người con khỉ đầu chó kia, Colin bỏ qua việc thử thao túng dương linh thể, nhắm dùng cách thức tốn nhiều thời gian hơn, nhưng mà ổn thỏa hơn và không lưu lại dấu vết để giải quyết đối phương trực tiếp. Dùng khẩu súng chuông tang bắt kẻ địch đang cứng nhắc và chậm chạp vì chịu sự ảnh hưởng của oan hồn. Hiệu quả đã thống nhất với những gì anh dự tính. Khả năng xảy ra việc ngoài ý muốn giữa chừng cũng giống như anh tưởng tượng. Con khỉ đầu chó biến dị kia quả thực có đủ năng lực thông qua vặn vẹo hoặc hỗn loạn để thoát khỏi cục diện bất lợi do bị oan hồn bám lên người, cũng khiến cho quỹ đạo của viên đạn trở nên mất đi quy luật, lướt qua khỏi cơ thể của nó. Đáng tiếc, toàn bộ cố gắng của nó thì đều không tác dụng, chỉ còn im lặng mà kết thúc thôi. Colin nắm lấy thời điểm ngắn ngủi khi nó đờ đẫn, quyết đoán nhanh chóng tung ra một đòn chí mạng. Nếu anh đổi sang thao túng dương linh thể thì có lẽ trận chiến này đã không kết thúc như vậy. Vì điều đó mà chấp nhận một nhược điểm cũng đáng thôi. Hơn nữa, càng đi vào sâu thì xác suất sử dụng súng ngắn chuông tang càng lớn. Phải so sánh hoàn cảnh nguy hiểm thì mới phát hiện ra mình sợ cái gì. Làm rõ vấn đề trước, rồi xem thích ứng hay né tránh các tình huống tương tự là lựa chọn tốt hơn. Colin thì hạ xuống khẩu súng ngắn màu đen, đi 2-3 bước tới gần con khỉ đầu chó lông xoăn biến dị kia. Lúc này thì nhờ có oan hồn khống chế, đặc tính phi phàm của sinh vật siêu phàm này đang nhanh chóng phân ra. Arkis xách đèn báo, từ xa nhìn thấy cảnh này thì phải đến mấy chục giây vẫn chưa hoàn hồn. Trong đầu chỉ còn đọng lại hình ảnh tia lửa lóe ra từ trong nòng súng màu đen của Hermes Sparrow. Con khỉ đầu chó lông xoăn biến dị cũng theo đó nổ tung. Ngay từ đầu khi gặp phải hỗn loạn, hắn đã rõ một điều:
cấp bậc của sinh vật siêu phàm này chắc chắn cao hơn cây mê huyễn phong linh kia, thuộc loại không dễ đối phó. Nếu mà hắn chiến đấu với nó thì phải vô cùng thận trọng và cảnh giác, hơn nữa còn chưa chắc thắng được. Nhưng mà Hermes Pardo chỉ cần 2-3 giây đã giải quyết trận đấu, nhanh chóng hệt như đang tập bắn vậy. Đều là danh sách 5, nhưng mà sự chênh lệch thật sự đáng sợ. Truyền tống trong cự ly ngắn, khống chế năng lực kỳ lạ của đối thủ trong thời gian ngắn, phối hợp với cả khẩu súng ngắn có uy lực kinh người, hiệu quả đáng sợ vượt ngoài tưởng tượng. Nếu là lần đầu gặp phải thì mình cũng chắc chắn sẽ bị giết trong chớp mắt. Mà cho dù có chuẩn bị thì muốn kháng cự cũng không phải là chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất chính là dùng tiếng ca ảnh hưởng đến toàn bộ phạm vi rộng xung quanh, khiến cho Hermes Pardo không thể nào thuận lợi hoàn thành truyền tống. Không hổ là nhà mạo hiểm điên cuồng, đáng giá 50.000 bảng. Cho dù không được ngài kẻ khó trợ giúp, chỉ thuần túy dựa vào bản thân mà cũng không hề kém cạnh thượng tướng địa ngục, thậm chí còn mạnh hơn. Arkis cất suy nghĩ của mình đi, vừa giả thiết đặt mình vào vị trí của con khỉ đầu chó lông xoăn biến dịch, suy nghĩ cách ứng phó, vừa thấy cảm than mấy câu. So với người khác kể lại và suy đoán tự mình đưa ra, thì tận mắt nhìn thấy dường như càng có sức thuyết phục và cũng càng chấn động hơn. Trong tinh thể màu đen vỡ nát trên thi thể của con khỉ đầu chó lông xoăn, từng tia ánh sáng nhạt nhẽo nhanh chóng tách ra, ngưng tụ vào một chỗ, rồi biến thành nắm tay đen nhánh nửa trong suốt. Cứ lên nhìn thẳng vào nắm tay này, người ta có thể cảm nhận được sức mạnh và sự kỳ dị, hoa văn, đốm sáng và móng tay bên trên. Nhìn thì có vẻ tuần hoàn, theo một quy tắc bình thường, nhưng mà lại tràn ngập cảm giác thiếu hài hòa, tựa như đang tiềm tàng sự điên cuồng và hỗn loạn vô biên vậy. Đạo sư hỗn loạn danh sách 5 của con đường hoàng đế đen sao? Không biết nhược điểm mình thu được lần này là gì, hy vọng đừng quá kỳ quặc. Trong 6 tiếng đồng hồ, chuông tàng có thể sử dụng tùy ý. Colin vừa lẩm bẩm, vừa cúi người nhặt đặc tính phi phàm lên, bỏ nó vào một chiếc hộp kim loại đã chuẩn bị từ trước. Thật ra thì anh có thể thử chăn thả con khỉ đầu chó lông xoăn này, xem có đạt được năng lực phi phàm đối ứng của đạo sư hỗn loạn để đổi nam tước hủ hóa trong găng tay hay không. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn bỏ qua ý tưởng này, bởi vì anh không biết sinh vật siêu phàm này đã từng làm gì, có nên chịu tra tấn hay không. Sự gặp gỡ vừa rồi thuộc về va chạm trên chiến trường, người sống ta chết là chuyện rất bình thường, nhưng mà chăn thả lại là một việc khiến linh hồn vô cùng đau đớn, luôn khao khát sự giải thoát. Colin có nguyên tắc và sự kiên định của riêng mình, sẽ không dễ dàng làm điều đó, luôn cẩn thận lựa chọn mục tiêu. Đương nhiên, trong lòng của anh thì sinh vật có trí tuệ không cao, không thể cùng đẳng cấp với con người. Cho dù thử chăn thả cũng sẽ không quá để trong lòng. Nhưng mà rất nhiều kinh nghiệm trước đó đã nói cho anh biết, nguyên tắc của sự kiên định chính là không nới lỏng yêu cầu đối với cả bản thân. Không chỉ vấn đề phương diện đạo đức, mà luôn cần phải đắp đê đề phòng, kiểm soát đại hồng thủy. Không thể vì rảnh rỗi mà đánh bóng ra sắt mép bàn được. Từng việc nhỏ tích vào thì cuối cùng sẽ gây ra sai lầm rất lớn. Trong thế giới thần bí điên cuồng hỗn loạn này, làm việc không phải để cho người khác nhìn. Một người có thể lừa gạt người khác, lừa gạt thần linh, nhưng mà không thể nào lừa gạt chính mình. Không biết danh sách cao của con đường người quan sát có thể lừa bản thân được hay không. Klein đổi suy nghĩ, định lấy Russell du ký giấu trong ngực ra, bôi máu của con khỉ đầu chó lông xoăn này biến dị lên bên ngoài. Đúng lúc này thì trong lòng của anh chợt căng thẳng, tóc gáy thì thi nhau dựng lên. Đây là linh cảm sắp có nguy hiểm khủng khiếp. Mà với linh cảm như vậy, trong đầu của Klein thì lại không hề hiện lên cảm ứng gì cả. Không ổn. Đột nhiên trong lòng Klein thì bị phủ kín bởi một bóng đen dày đặc. Toàn bộ sự vật trước mắt của anh thì đều giống như bị ngăn cách bởi một tấm thủy tinh tối màu vậy. Không kịp suy xét xem đã có chuyện gì, găng tay bên ngoài tay trái đã thả xuống, nên cạnh người của anh trở nên trong suốt. Dáng hình anh lập tức vô hình, sau đó di chuyển đến bên cạnh của người treo ngược Arkis, giơ tay túm lấy đối phương. Giờ phút này thì Arkis cũng nhận ra được dị thường, trái tim co vào nở ra, hệt như ngọn nguồn của gió bão,
máu tuôn ào ào vào trong động mạch và tĩnh mạch như thủy triều vậy. Cùng lúc đó thì hắn thấy tay phải của Hermes Pardo bắt lấy bả vai của mình, bắt đầu từ móng tay, cả người dần dần biến thành màu xám, từng tấc da thịt mất đi vẻ sáng bóng, giống hệt một tảng đá có thể nhìn thấy ở bất kỳ chỗ nào trong rừng rậm đen. Mà cơ thịt cùng hai đầu gối trên chân của hắn thì đều cứng ngắc lại, giống như không còn thuộc về hắn nữa. Bóng dáng của hai người nhanh chóng trở nên trong suốt, biến mất ngay tại chỗ, tiến vào sự sặc sỡ của các khối mỏ. Linh giới chồng chéo lên nhau cách rõ ràng. Họ nhanh chóng đi về phía di tích cổ đại. Bỗng nhiên cảnh tượng các màu đỏ đáy, đen, xanh lục đan xen lẫn nhau ở trước mặt của Colin thì đều đồng loạt bị biến thành màu đen đậm đồng, đồng nhất một cách kỳ quặc. Hoa văn mảnh dài cùng xuất hiện, giống như một mái tóc đen tuyền phân chia rõ từng cọng tóc một. Mái tóc đen tuyền, cảm giác mát lạnh từ đáy lòng bàn chân vọt lên. Colin thì không chút do dự dẫn theo người treo ngược thoát khỏi linh giới, trở lại hiện thực, đáp xuống một khu vực có đá vụn và cỏ dại hỗn tạp. Cách đó không xa là một tòa kiến trúc rậm rạp bị sập quá nửa. Khóe mắt của anh liếc thấy từ thắt lưng của người treo ngược trở xuống đã trở nên xám ngắt, giống như bức tượng đá điêu khắc. Tách! Colin búng tay một cái đốt cháy bụi cỏ dại cách đó mấy chục mét, sau đó định nhảy thẳng qua. Đúng lúc này, trong lòng của anh thì đột nhiên chấn động, cơ thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Ngọn lửa đang bốc lên kia đối với anh mà nói thì quá khủng khiếp. Nhược điểm mà súng ngắn chuông tang mang đến lần này chính là sợ lửa. Tấm thủy tinh màu tối trước mặt ngày càng dày thêm. Colin thì còn chưa kịp thoát ra được nỗi sợ hãi thì đã cảm thấy được cuồng phong gào thét, cuồn cuộn thổi dưới chân. Để anh và Akit đồng thời bay lên, nhảy qua giới hạn vô hình, tiến vào khu vực xung quanh khu di tích cổ xưa kia. Dầm! Hai người đồng thời đáp xuống đất, ngã vào một tảng đá khiến tiếng động vang lên. Bóng đen dày đặc trong lòng họ thì cũng theo đó biến mất. Cảm giác nguy hiểm ẩn náu trong bóng tối xung quanh rút đi như thủy triều. Colin thở phào một hơi, thấy màu xám trắng đã lan tới khuỷu tay, dần dần nhạt đi từng chút một rồi biến mất. Cảm giác sau khi thoát khỏi tình cảnh vừa rồi, cơ thể đã nhanh chóng khôi phục lại. Áo lót của anh đã ướt đẫm mồ hôi rồi, thấm ra cả áo sơ mi bên ngoài. Mà điều khiến anh kinh hãi chính là thậm chí vừa rồi, anh còn không biết thứ tập kích mình, quái vật, dùng năng lực gì. Tiếng nổ của khẩu súng ngắn chuông tang đã kinh động đến con quái vật nào đó xung quanh. Hay là bị chúa tể rừng rậm đang ẩn náu trong đêm tối kia. Cũng may nó không dám tiến vào trong phạm vi của khu di tích cổ xưa này. Việc này thì cũng chẳng tốt lắm đâu. Điều này chứng tỏ sâu trong khu di tích cổ xưa này thật sự có thứ khiến quái vật vừa rồi sợ hãi. Phải chuẩn bị thật kỹ, sau khi xong việc có thể rút lui vào bất cứ lúc nào. Colin động đậy hai tay, thong thả đứng lên. Lúc này thì Akis cũng đã thoát khỏi màu xám trắng kia, quay đầu nhìn lại chỗ vừa rồi rồi nói: khu vực kia đã làm chúng ta hóa đá. Khu vực kia, hóa đá. Colin gật đầu như có điều suy nghĩ, cất bước đi đến tòa kiến trúc đã sập quá nửa, mọc đầy cỏ dại, đáp lại bằng một dòng điệu trầm thấp: vấn đề bây giờ đang ở phía trước. Akis không nói nhiều, bước nhanh hơn, vững vàng đi bên cạnh anh. Sau khi tới gần thì Colin nhìn tòa kiến trúc kia, ánh mắt đảo qua những mái nhọn, những cột đá cùng vách tường vẫn đứng sừng sững như trước. Anh dừng lại hỏi như tùy ý: anh cảm thấy di tích này vốn có kiến trúc như thế nào? Akis im lặng mấy giây rồi đáp: giáo đường, là một ngôi giáo đường. Một tòa giáo đường, giống hệt phán đoán của mình. Colin nhìn khu di tích trước mặt, thầm nói hai câu trong lòng. Lúc này thì ánh trăng đỏ rực xuyên qua màn sương mù lắng đọng rọi xuống tòa kiến trúc đã sập một nửa. Dường như đậm hơn so với cả lúc trước, ngày càng gần giống màu máu hơn. Colin thì vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng và tính đặc trưng của Hermes Pardo, lên tiếng nói với giọng không cảm xúc: lúc trước các anh thăm dò chỗ nào? Vừa nói chuyện thì Colin vừa liếc mắt nhìn chiếc đèn báo vượt qua bao gian nan mà vẫn không bị vỡ nát trong tay người treo ngược.
Làn da và cơ thịt của anh thì bị ánh lửa trong đó chiếu vào, chợt co rúm lại theo bản năng. Tuy ngọn lửa đã bị một lớp thủy tinh dày với mảnh lưới kim loại ngăn cách, nhưng mà nó vẫn khiến cho anh sợ hãi. Akit thì không chú ý đến sự thay đổi nhỏ của Hermes Sparrow, nâng tay phải đang nắm chặt con dao ngắn, chỉ vào một tòa nhà lớn nhất và cũng còn nguyên vẹn nhất ở trong khu phế tích rồi nói. Nơi đó, tòa nhà đó cũng chính là còn lại các phần chính, khiến người ta không thể nào biết được bố cục mặt bằng vốn có của nó rốt cục hình thù thế nào. Cửa sổ có đặc điểm nhỏ hẹp, hơn nữa từng có tháp cao và gác chuông. Bề ngoài thì mộc mạc, hình dáng và cấu tạo cũ kỹ. Đây là phong cách kiến trúc thuộc thời kỳ đầu của kỳ đệ tứ. Trong điển tích của giáo hội gió báo cũng từng ghi chép lại. Nghe nói vào thời kỳ đó, các giáo hội đều sử dụng hình dáng và cấu tạo phổ biến này để xây dựng giáo đường. Akis có ấn tượng khá sâu sắc về khu di tích này. Nhiều năm qua thì hắn đã đọc khá nhiều sách báo, nắm bắt được một số tình hình nhất định. Đặc điểm lớn nhất của nó là trên thần miếu, dưới mộ táng, người sống và người chết đều ở cùng nhau. Nhưng mà tôi không thể khẳng định trong giáo đường cổ này có giống với cả những gì mình miêu tả hay không, bởi vì tôi chưa từng đi vào trong. Hoặc đây là phong cách kiến trúc để lại từ thời kỳ đệ tam. Colin đưa ra một suy đoán nhất định. Trước tiên thì đi về phía cổng tò vò cao lớn khác thường của khu di tích giáo đường cổ xưa này. Quảng đèn bão lại ở phía sau, chỉ mượn ánh sáng chứ không chịu trách nhiệm với ngọn lửa. Hai người nhanh chóng bước lên những bậc thang bằng đá màu xám trắng cao một cách khoa trương. Đến trước cổng tò vò, thấy bên trong đó còn sót lại cột đá cổ điển và nhiều tầng vòm cuốn đồng tâm. Cơ lên thì không vội đi vào, tay trái thò vào trong túi, lấy ra một đồng vàng, chuyển động nó quanh các cái ngón tay, trong miệng thì như đang lẩm bẩm cái gì đó vậy. Đột nhiên anh bắn đồng vàng lên trên đánh keng một tiếng, sau đó mở lòng bàn tay ra đợi nó rơi xuống, vừa nghiêng đầu vừa nói với cả người treo ngược: các anh căn cứ vào điều gì mà phán đoán sâu trong tòa giáo đường này có vật phẩm giá trị không thua kém thẻ báng bổ? Nói xong rồi anh nhìn đồng vàng rơi xuống lòng bàn tay của mình rồi tùy ý cất nó đi. Akit chỉ bên trong rồi nói: tôi từng nói thực lực lúc đó của tôi không bằng Zeningus, mức độ xâm nhập đương nhiên cũng không được như anh ta. Không biết rốt cuộc anh ta đã thấy cái gì, chỉ có thể dựa vào một vài lời nói của anh ta mà phán đoán. Bên trong có thứ vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá. Hơn nữa ít nhất là phải ở người cấp bậc danh sách năm chân chính thì mới có thể lấy được. Nhưng bức bích họa gần cửa vào và dấu vết dưới đất có lẽ chứng minh một vài vấn đề. Colin gật đầu, bước vào cổng tò mò sâu thẳm, nơi mà ánh trăng đỏ rực không thể chiếu đến. Áo gió màu đen khoác trên người của anh thì đã khẽ vất về phía sau. Colin gật đầu, bước vào cổng tò vò sâu thẳm, nơi mà ánh trăng đỏ rực không thể chiếu đến. Áo gió màu đen khoác trên người của anh thì khẽ vất về phía sau. Akit thì cầm theo đèn báo, siết chặt con dao ngắn, đi theo đằng sau. Đi qua cổng tò vò, Colin nương theo ánh trăng đỏ thấm đang chiếu xuyên qua khe nứt của đám mây trên bầu trời. Ở cuối đại sảnh, không phải là thánh đàn, cũng không có cầu thang đi lên trên, mà chỉ là một màu tối om, khó thấy chi tiết, giống như đi sâu vào trong lòng đất vậy. Không phải là trên thần miếu dưới mộ táng, thần miếu và mộ táng đều ở dưới lòng đất, không thể phán đoán, phải đi xuống mới biết được. Cơ lên thì theo bản năng đi sang hai bên xem xét, phát hiện ra hai bên đều có cửa ngách, nhưng hướng mà chúng thông ra thì đều đã sụp đổ hoàn toàn, không có đường đi. Bích họa gần cửa và dấu vết dưới đất, anh nhớ lại những lời người trong ngực vừa nói, đi trách hai bước, thả oan hồn xe non trong trạng thái ẩn thân ra, mượn năng lực nhìn xuyên bóng đêm của hắn, quan sát bức bích họa còn lưu lại trên tường. Bối cảnh của bức bích họa là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Trên đỉnh thì có một giá chữ thập lớn đang tỏa ra ánh sáng hào quang. Phía trước giá chữ thập là một hình bóng thiên sứ vô cùng cao lớn. Đằng sau lưng thì có hai cánh, bốn cánh, sáu cánh bao quanh. Thứ này, Colin mới chỉ liếc nhìn sơ lược bức bích họa,
mà đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh đã từng nhìn thấy bức bích họa cùng loại ở trong lăng tẩm của kẻ bán bộ thần linh Ermon. Sau khi định thân nhìn kỹ lại thì Colin nhanh chóng tìm ra được điểm khác biệt. Trong bức bích họa này thì không có hai đứa trẻ đại diện cho Amon và Adam, cũng không có dáng người cao lớn của thiên sứ 12 cánh ở trước giá chữ thập, che đi hào quang thần thánh, hai tay ôm trước ngực, nâng một phiến đá mộc mạc cổ xưa. Phiến đá kia thì được vẽ rất mơ hồ, nhưng mà lại có cảm giác vừa xa xưa, vừa mát mẻ, vừa tà ma, vừa thần thánh, hàm chứa những ý nghĩa mâu thuẫn nhau. Phiến đá. Đồng tử cờ lên chợt phóng to, trong đầu hiện lên một danh từ: phiến đá bán bổ. Đây hẳn là vị thần viễn cổ Thái Dương, chúa sáng tạo tất cả trong tín ngưỡng của thành Bạch Trắng. Quả nhiên, phiến đá bán bổ có liên quan chặt chẽ tới ông ấy. Không biết đây là phiến đá bán bổ thứ nhất hay thứ hai. Cờ lên đại khái đã nắm rõ tòa giáo đường này thuộc về vị kia, cũng bắt đầu tin rằng ở sâu trong khu di tích này có cất giấu một thứ rất quan trọng, rất quý giá. Anh thu lại tầm mắt của Xenon để bí ngẫu này nhìn xuống mặt đất. Trên các khối đá, ngoại trừ đầy vết rạn nứt ra thì còn để lại một vài dấu vết kỳ quặc. Chúng hiện lên màu đỏ sậm, cỡ bằng trán của con người, thỉnh thoảng lại chồng chéo lên nhau, kéo dài đến tận cuối đại sảnh. Giờ phút này thì trong đầu của Cờ Lên tự nhiên tưởng tượng ra một hình ảnh. Từng tín đồ thành kính phủ phục dưới đất, bò về phía trước. Được một đoạn thì lại dùng trán cùng mình đập mạnh xuống đất, bắn ra cả máu tươi. Thấy Hermes Barrow chuyển ánh mắt đi, không quan sát nữa, Akis dò hỏi: thần viễn cổ Thái Dương. Cùng lúc đó thì hắn không hiểu sao lại cảm thấy vừa rồi bên cạnh Hermes Barrow có gió lạnh thổi qua, nghi ngờ xung quanh có oan hồn và u ảnh đang ẩn náu. Liên tưởng đến khả năng kiểm soát kỳ dị của con khỉ đầu chó lông xoăn biến dị, Akis mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng mà không nói ra. Nghe thấy câu hỏi của Akis người treo ngược, Colin vốn định cười khẽ một tiếng, đáp lại rằng anh cũng có thể gọi ông ấy là chúa sáng tạo tất cả, thần toàn trí toàn năng. Nhưng mà chợt nhận ra rằng giọng điệu và dùng từ ấy hơi giống kẻ khờ, chứ không phải là Herman Sparrow, nên kiềm chế bản thân, khẽ gật đầu. Điều này không khó để nhìn ra. Akis lặng lẽ thở ra một hơi, càng thêm kỳ vọng vào món vật phẩm được mai táng sâu trong tòa giáo đường này. Hai người đồng thời đưa ra quyết định, đi thẳng về phía cuối đại sảnh. Khi đến gần thì Colin rốt cuộc cũng biết ở nơi đó có một hàng bậc thang dẫn xuống khu vực dưới lòng đất. Anh dùng lời lẽ ngắn gọn hỏi một câu. Akis lắc đầu. Tôi không thể khẳng định, tôi chưa từng xuống đây. Mặc dù Zilinkert đã thử đi vào, nhưng mà chưa được 10 phút đã phải quay về đây, hơi thở thì cũng trở nên khá yếu ớt. Colin gật đầu như có điều suy nghĩ, thuận miệng nói, dường như anh rất quen thân với anh ta. Nếu là người khác hỏi vậy thì Akis chắc chắn coi như không nghe thấy, không trả lời ngay trước mặt. Nhưng mà trong lòng của anh ta, thế giới Hermes Barrow chính là quyền giả của ngài kẻ khờ. Câu hỏi của anh ta thì biết đâu lại đại diện cho ý nghĩa của vị kia, cho nên phải cư xử cẩn thận. Sau cân nhắc vài giây, Akis bằng giọng trầm thấp. Tôi với anh ta là đồng hương, từng làm người hầu trong một giáo đường nhỏ. Mục sư ở nơi đó là một người có tinh khí thất thường, thích trừng phạt người hầu. Zilingus không chịu nổi, đã lén lút trốn đi, trở thành hải tặc. Còn có cả một quá khứ như vậy sao? Ngài người trong ngực cũng là một người có tâm tư đấy. Colin không hỏi sâu thêm, chỉ dọc theo từng bậc cầu thang đi xuống dưới trong sự yên tĩnh của giáo đường đổ nát. Tuy tiếng bước chân của anh đã cực kỳ khẽ, nhưng mà trong không gian như vậy thì vẫn nghe rất rõ ràng, vang vọng về phía xa. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi hết cầu thang, lại thấy một chiếc cổng to vò có vòm cuốn khác. Hai bên cổng to vò này thì có hai bóng đen lặng lẽ không một tiếng động gì cả, đứng đó vĩnh viễn không thay đổi. Colin và Akis đồng thời dừng bước chân lại, nhìn về phía cái bóng đen kia, phát hiện ra đó là hai pho tượng đá. Chúng đều có giới tính nam, cả vật thể màu xám trắng. Một pho mặc áo giáp hình thùng nước trên người, một pho thì khoác áo giáp kít,
khá là phong cách thời hiện đại. Mặt tràn đầy đau đớn, đôi mắt lồi ra giống như đang trừng mắt nhìn cái gì đó vậy. Thấy cảnh tượng này thì Colin đột nhiên nảy ra suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng của mình vừa gặp phải ở bên ngoài. Anh và Agit đều xuất hiện dấu hiệu đã hóa đá. May mà kịp thời thoát khỏi cảnh tượng, nếu không thì thật sự đã biến thành tượng đá rồi. Đây không phải là con người cũng gặp phải cảnh tượng đấy chứ. Nếu vừa rồi mình và Agis bị hóa đá thì có phải cô sẽ được chuyển xuống lòng đất của tòa giáo đường cổ xưa này không? Canh giữ trước cổng tò vò này qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm không thay đổi hay không? Vậy thì thứ có năng lực hóa đá không phải đang sợ hãi khu di tích này? Colin không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, da đầu hơi tê dại. Anh không biết sự biến đổi trên nét mặt, nghiêng đầu nhìn về phía của người treo ngược. Ngài người treo ngược cũng có suy đoán giống mình, không cần phải giải thích rõ ràng nữa. Colin chỉ vào cổng tò vò rồi nói, bên trong khả năng còn có nhiều tượng đá hơn. Akin gật đầu, nửa lo lắng, nửa đùa giỡn nói, chỉ hy vọng đừng thấy chúng ta. Nếu mình và Akin một bên tin chắc đã thoát khỏi hiệu quả hóa đá, một bên lại nhìn thấy bức tượng của mình ở khu vực dưới lòng đất này, thì đó chính là một chuyện rất khủng khiếp. Colin suy nghĩ 2 giây rồi nói với cả người treo ngược, anh có năng lực nhìn thấy bóng đêm không? Ý của anh thực sự là ánh sáng từ đèn báo tố cùng bắt mắt trong bóng tối thuần túy dưới lòng đất dễ dàng gây ra những biến cố không cần thiết, cho nên nếu có năng lực nhìn xuyên bóng đêm thì tốt nhất là dập lửa đi. Mà ý nghĩa này thì ẩn giấu trong đó, anh tin rằng người treo ngược có thể nhận ra được. Akis thản nhiên đáp, có. Một người danh sách con đường thủy thủ có thể ẩn sâu, đương nhiên là có năng lực nhìn xuyên bóng đêm rồi. Colin thì nhìn hắn một cái rồi không lên tiếng, nhưng mà ý tứ thì thể hiện ra hết sức rõ ràng. Akit nghiêm túc đáp lại, một là để kẻ địch hiểu lầm, khi chúng thấy tôi sử dụng đèn bão để chiếu sáng, theo bản năng thì sẽ cho rằng tôi không có năng lực nhìn xuyên bóng đêm, đợi khi họ phá vỡ đèn bão, sau khi cố gắng tạo ra môi trường tăm tối, tôi có thể cho chúng một bất ngờ. Thật là nham hiểm. Colin nhất thời tìm không ra lời lẽ để đối đáp. Akis tiếp tục nói, hai là đề phòng tình huống cùng loại với cả thành bạch trắng. Trong bóng tối thuần túy không ánh sáng, có thể sẽ ẩn giấu nguy hiểm chí mạng. Có lý. Colin thì không tỏ ý bảo đối phương tắt đèn báo đi. Đi qua hai pho tường đá, trong ánh mắt chỉ còn đọng lại đau đớn của chúng, đi thẳng qua cổng tò vò của khu vực dưới lòng đất. Bởi vì không biết pho tượng đá đã rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng không có rõ người hóa đá đã hoàn toàn chết hay chưa. Colin thì không thử đi phá nát chúng để thu hoạch vật phẩm thần kỳ và đặc tính phi phạm có khả năng tồn tại. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình xin phép dừng tập của buổi trưa tại đây thôi. Và hẹn gặp lại ở những tập sau nha. Mình đang sắp xếp thời gian để phân bố đều những công việc khác của mình, nên thời lượng của video ngày hôm nay được khoảng gần 1 tiếng. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn đăng ký kênh. Bên cạnh đó thì các bạn có thể ngó qua một chút phần donate nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.